Rồi em xin chú quý vị, hôm nay em canh ở gần hàng xóm đây, anh mua là 5 tờ giấy số đó, và anh trúng giá 7 thì 3 tờ và giấy giải tóm là 2 tờ, thì mình chung sẵn mình đưa lên như quý vị và mình xem đó. Rồi thì hôm đâu cái tờ giấy số anh đâu đi coi thử. Thì bữa nay giờ mà bón hết rồi mới nạt, còn đồ quân ở mấy. Bây giờ nghe anh mua thì anh mua đồ quân ở thôi. Tôi mua 5 tờ đây. Dạ. Mà không biết có trúng chưa ông giờ thử tôi thử. Tôi mua 5 tờ của ông đây mà biết có trúng không? Rồi. Giờ cho tôi cũng không rành nữa. Rồi đây 5 tờ. Nam tà biết rồi. Nam tà quốc kỵ, anh có đời gì chứ dâu. Đời quốc kỵ. Nãy hồi nãy anh vô là nói là biết rồi. Đời quốc kỵ đây là biết rồi, đây 53. 53 đời quốc kỵ thì có là hai số. Đâu 253 này. 53 này. Tao trúng rồi đời quốc kỵ. Đúng mà. Đâu đây. Ngày 2 tháng 3 này, ngày 2 tháng 3 thì đây. Đó thì tóm 46. Để em dò rõ rồi, buồn má nó tấu. Dò mấy dò rồi đòn ngon. Hãy dò vô đang cho nó rõ rồi. Má gì mà gần cháy. Tấm bông sáu. Tại sao tao anh trúng đặc biệt cho anh ủng hộ. Ủng hộ là. Không mà tôi trúng là tôi mua 20 tờ. Nào. Mua 20 tờ thôi. Rồi, tóm 46 nha quý vị. Anh này trúng anh gần hồi sớm nhưng mà tính anh vui vẻ. Vui vẻ. Trúng cũng được mà không trúng cũng được. Tóm 46 nha quý vị. Trúng thì mua mà trả cái thì đi. Ngon là rồi cho anh trúng 46 nha quý vị. Tóm 46 có đài quân trị nha quý vị. Này cái đài quân trị để mình đưa cho quý vị xem nè. Ngày 2 tháng 3 2023. Không cần chứng minh được. Không cần chứng minh. Đây quý vị. Đây quân trị ngày 2 tháng 3 2023 quân trị. Anh này anh trúng 3 tờ là tóm 46 và 2 tờ là 53 nha anh chị. Đó 2 tờ 53. Thì coi rõ rõ người chung tiền cho anh thôi. Tổng tiền là bao nhiêu? Thì tóm 100 ngàn hết chứ. Tóm 100 ngàn hết. Hai giá tóm này, hai giá tóm là quán trị luôn nè. 2 tháng 3 2023 nè. Đó, nha anh chị. Rồi. Đó. Thì đâu là chung tiền cho anh thôi. Chung tiền cái rồi. Chung tiền là chung cho anh thôi. Chung tiền cho anh đi. Đưa tiền đây, bao nhiêu? 400 mấy hả? Dạ, 400 mấy. Này, quay. Ông đưa tiền lẻ đó, cho được nhiều đi tu. Đưa với số là ba kia. Ta. Đó, đi làm đi có xe. 400 này. Đặng kỹ đi. 500. 600. 600 là có 3 tờ là giải bả đó. Rồi giải tốn của anh là hơi 100 nữa nè. Đó là đủ tiền anh coi chúng ta đủ nha. Không đưa đủ tiền ra ngoài cho được nhiều. 600, 700, 800. 800. Rồi. Rồi tôi mua lẻ. Mà đợi bữa nay là đợi của ngày mơ nha. Giờ này là mua, em bón là trả rồi. 10 tờ. 10 tờ. Tôi trúng là tôi ủng hộ ông 10 tờ nữa nè. Chiều nay là đợi gì đây? Cái đây ngày mơ nha. Ngày mơ đó. Tại vì hôm nay là bón giờ này tỏa mất rồi, giờ này là bây giờ này là hơi giờ máy rồi, mà đem gửi cho chị kia chứ đem xuống hôm nay bón còn giáo phụ á. Ơi hơi la một sắp nè. Đó sắp y Nam Tà luôn. Không biết nào tối nào nó buồn. Lớn luôn. 39. Đúng rồi. Mày số bên nào đổi rồi hả? Đâu quá, đây quân ngựa. Đây quân ngựa. Thế là mày thứ bảy rồi quân ngựa. Mới ra được quân ngựa mà hôm nay giờ là bón trả hết rồi, nên thận bơm xong hay nãy nên thận trả hết rồi. Tôi ủng hộ cho ông 10 tà nữa. Mua 10 tà. 100 ngon là tôi còn 300 ngon. Rồi. 300 ngon là gì đưa cho vợ. Vợ mua. Cũng hay nữa chứ. Hay nữa chứ. Thế rồi mà mua hay nữa. Hầm mơ máy nào bây giờ mới trúng 300 ngon đây. Vì đưa cho vợ, vợ rủ nó con nó kêu ông trúng. Hay nữa chứ. Thấy không? Đâu là thấy. Mà nó ông bà ông hồ hộ đủ kỳ. Hay nữa chứ. Mua cho con cái tà cái lọc. Cho con cái tà cái lọc. Chào rồi. Số ông về nghe. Về anh bỏ lại lên chỗ bàn thờ. Cái hương đó đúng ngon rồi trái cây rồi. Kệ nó mua trái cây cũng. Cho con xin cái tà cái lọc. Đúng rồi. Ngon rồi. Nói chung là anh trúng bánh á.
đúng bánh phải không? Đúng bánh rồi, rồi thì anh lấy 10 tờ phải không? Rồi, đúng rồi, bóp tiền rồi. Cái tiền ra rồi. Rồi, cảm ơn anh. Thì cái đây trúng cái giải này thì không có cái giải này nó nhỏ cho nên là không có đăng thế. Còn bộ về cái giải lớn thì mình hỏi đại lý mình đăng thế như quý vị. Ví dụ như quý vị trúng cỡ chắc 50 triệu cho lên thì em sẽ hỏi đại lý thử là trúng cả giải là có đăng thế không. Còn hiện tại thì từ giờ mình mới bón đây thì không ai là trúng cái giải từ tại ví dụ như giải giải ba chắc mới đậu nè, mới đậu thạch nè là 800 ngàn nè. Ấy giờ nếu mà giải ba nè là 3 triệu, giải nhất là 30 triệu thì có thể đăng dễ đăng thế lắm nghe. Hoặc 15 triệu là giải nhì á. Mình chưa hỏi tới đó hệ ấy. Nhưng mà đúng rồi. Không biết chung cái lỗ đó. Đúng rồi, không có mấy cái đó phải hỏi chứ. Nhưng mà cái đây em không có hỏi như quý vị do cái giải này anh trúng là cái đây là mấy cái giải mà gọi là nhỏ thôi, giải nhỏ thôi cho nên là chắc là lưới không có đồng thế hả như quý vị. Thôi thì video đến đây em xin tạm dừng như quý vị. Thì anh trúng là với bạn với tóm là 200 một tờ là 100, còn với bảy là một tờ 200, ba tờ là 600 mới 800. Đó thì em mới là quay anh đó, anh Thạch đã gần hàng xóm thì. Thôi thì video đến đây thì em cũng xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video, có gì bấm like ủng hộ em nha anh chị. Đăng ký nha anh chị và quý vị anh chị có thể mua vé số nghe online tối em bón nha anh chị. Tối nay chắc sợ là cũng trực tiếp bán số ngày mai thôi. Rồi cảm ơn quý vị anh chị cô bác rất nhiều nha. Dạ. Em xin chào và hẹn gặp lại quý vị nha. Thì ở đây có quan cảnh khu nhà em bón vé số nha anh chị. Dạ này em quay cũng cỡ 2:30 rồi anh chị. Vé số thì đã đậu rồi. Em quay thì hơi dài video thì cũng món nhưng mà cũng quay xa xa cho anh chị mình xem cho vui qua cái chỗ mà khung cảnh cái nhà em đây. Hay quý vị anh chị cô bác nào mà mới vào xem thì sẽ thấy quý vị anh chị nhiều mà có theo dõi đâu thì biết khu nhà em bón, còn quý vị anh chị nào mới vào thì không biết thì xem đó nha anh chị. Đồ hủ. Chạy với bón đồ hủ với màu ăn quý vị. Em xin chào hẹn gặp lại quý vị anh chị cô bác luôn nha.